Hôm nay thầy sẽ chữa trong ra bộ 10 đề chống sai ngu lý thuyết hóa và đề của chúng ta đó là đề số 10. Đề số 10. Các bạn cùng comment đáp án với thầy nhá. Câu số 1. Kali tác dụng với chất nào sau đây để giải phóng hiđro? Ôi dễ quá nhỉ. Kali tác dụng với chất nào sau đây để giải phóng hiđro? Thì kali tác dụng với nước, đúng không? Để tạo thành cao hắt và hiđro nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ. Ok nhá. Câu số 2 Kim loại nhôm. Kim loại nhôm không bị hòa tan trong dịch nào sau đây ạ? Kim loại nhôm ạ, không bị hòa tan trong dịch nào sau đây ạ? Nào các bạn cũng có máy đáp án thầy nhìn nào. Kim loại nhôm không bị hòa tan. Nhôm thì nó sẽ bị hòa tan trong cả dung dịch KOH và cả dung dịch HCl đúng không? Hòa tan trong KOH, hòa tan trong HCl. Và nhôm chắc chắn đẩy được bạc cộng, vì vậy nên cũng hòa tan trong bạc cộng. Vậy nhôm không bị hòa tan thì nó sẽ không bị hòa tan trong H4 đặc muộn. Đáp án đúng là đáp án C. Câu số 3. Ở điều kiện thường ở điều kiện thường Chất nào sau đây tác dụng được với nước brom tạo kết tủa trắng Các bạn lưu ý nhá, điều kiện thường Chất nào tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng? Chúng ta phải hết sức lưu ý cho thầy nhá. Nào, chất nào sau đây tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng? Anilin đúng không? Anilin tác dụng với nước brom để tạo thành tri brom anilin tạo kết tủa màu trắng nhá các em nhá. Câu số 4. Khi nối một thanh sắt với một thanh kim loại nào thì thanh sắt bị ăn mòn điện học. Khi nối một thanh sắt với thanh kim loại nào thì thanh sắt bị ăn mòn điện hóa học các bạn phải lưu ý cho thầy nhá điều kiện để thanh sắt bị ăn mòn điện hóa học là gì là thanh sắt nó phải đóng vai trò là anốt đúng không và khi thanh sắt của chúng ta nó đóng vai trò là anốt có nghĩa là thanh sắt này phải mạnh hơn có phải tính kim loại mạnh hơn cái anh kim loại còn lại vậy thì chắc chắn đáp án đúng của chúng ta để mà điều kiện mà sắt ăn mòn điện hóa học thì nó chỉ có thể nối với đồng bởi vì chỉ có sắt và đồng thì sắt nó mới mạnh hơn đồng và sắt nó sẽ bị ăn mòn mà thôi đáp án đúng là đáp án c Câu số 5. Câu số 5 à. câu số 5 các bạn chọn đáp án gì ạ? À? Câu số 5 ạ. À. Các bạn cùng comment đáp án cho thầy xem câu số 5 các bạn chọn đáp án gì ạ? À? Để nặn tượng hay bó bột khi gãy xương thì người ta dùng cái gì? Nặn tượng hay bó bột khi gãy xương thì chắc chắn 100% là người ta sẽ dùng là gì ạ? À? Là gì ạ? À? Thạch cao nung nhá. Và thạch cao nung công thức là CS4 ngậm một nước. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu số 6 câu số 6 Các bạn ơi các bạn comment đáp án cho thầy xem nào Câu số 6 đáp án gì ạ Đây là những câu rất rất hay nhá Đây là những câu rất rất hay Rất rất dễ bị sai Rất rất dễ bị lừa Câu số 6 Hợp chất nào sau đây Của sắt khi tác dụng H4 đặc nóng Không thể hiện tính khử Các bạn lưu ý nhá Không thể hiện tính khử Vậy có nghĩa là số xóa của nó phải maximum Và số xóa của sắt mà maximum Thì nó chỉ có thể là sắt dung bạc Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A Câu 6 đáp án A nhá câu 7. các bạn đã luyện não nào luyện não phản xạ nào luyện não phản xạ bằng cách chúng ta vừa đọc đề xong cái chúng ta chọn đáp án luôn và ấn nút gửi cho thầy minh luôn được không ạ một lần sai là một lần nhớ sai 10 nghìn lần mình sẽ trở thành thiên tài ok nhá câu số 7 ạ trong phản ứng của kim loại magie với rượu hn ba loãng magie với ethanol ba loãng chất nào sau đây không thể là sản phẩm khử của hn ba trong phản ứng của kim loại magie với ethanol ba loãng chất nào sau đây không thể là sản phẩm khử của ethanol ba thì 3 tác dụng HNO3 thì à, uh, này nitơ dương 5 thì số xoắn nó phải tụt xuống. Đúng không? Thỏa mãn, thỏa mãn, thỏa mãn. Thằng này vẫn dương 5 giữ nguyên không tụt xuống được, mặc dù có ma gì là thằng nhường nghe. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đấy. Câu số 8 á. ST nào sau đây? Câu số 8 ST nào sau đây? Thủy phân bởi dung dịch kiềm mà lại cho ra hai muối. Chúng ta phải tinh ý, cái đoạn này mình phải cực kỳ tinh ý cho thầy mình nhá. Thì tất cả bọn này đều là este đơn chức mà điều kiện để este đơn chức mà tác dụng rồi dụ kiềm mà cho được hai muối thì nó chỉ có thể là este của phenol mình viết phương trình nhá đây cộng là AH này FTA của phenol đây anh này cộng là AH để tạo thành CH3 COONA và C6H5 ONA cộng H2O đây trường hợp cực kỳ đặc biệt vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B CH3 COO C6 nào. Câu số 9. Điện phân dung dịch COS số 4 ạ. Điện phân dung dịch COS 4. Ở anốt thì thu được chất nào sau đây? Điện phân dung dịch COS số 4. Thế thì chúng ta lưu ý nghĩ này. Anốt là nơi anion đến. Đúng không? Anốt là nơi anion đến. Vậy này, anion SO4 2 chữ không bị điện phân. Và do anion SO4 2 chữ không bị điện phân nên anốt chúng ta sẽ thu được gì? Điện phân của nước nước điện phân thì mình sẽ thu được oxy ta án đúng lại đáp án C các em nhé đáp án chính xác nhất của chúng ta là đáp án C câu số 10 trùng ngưng ethylene glycol trùng ngưng ethylene glycol với chất nào sau đây thì sẽ thu được từ lạp sàn câu này rất dễ luôn những bạn nào học thầy Minh phần polymer rồi thì cái câu chuyện này là cực kỳ đơn giản ạ. nào các bạn cũng chọn cho thầy xem đáp án câu này là đáp án gì đây là tuyển tập những cái câu lý thuyết mà dễ sành ngu nhất trùng ngưng ethylene glycol thì chỉ với lại axit terephthalic thì mới tạo thành tơ lạp san mà thôi và tơ lạp san là tơ polyester câu số 11 dung dịch chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch béo lần các bạn chú ý nhá dung dịch chất nào sau đây không tác dụng được với dung dịch bia lần lần nào các bạn cũng chọn đáp án gì ạ cho thầy xem nào đáp án gì ạ không tác dụng với bia lần lần những câu này rất rất dễ nhờ Nói S4 S4 trừ cộng B2 cộng tạo nên kết tủa b số 4 nhá HCl thì H cộng cộng OH trừ có xảy ra phản ứng nhá. HCO3 trừ cộng OH trừ có xảy ra phản ứng nhá. Vậy không xảy ra phản ứng ở đây, không tác dụng ở đây thì chỉ có thể là NaCl do NaCl không thể nào mà tác dụng với BaOH lần được. Câu 12. Để nhận ra ion nhôm 3 cộng trong dung dịch người ta thường dùng dung dịch nào sau đây? Để nhận ra được ion nhôm 3 cộng trong dịch thì người ta thường hay sử dụng dung dịch nào sau đây? Thì nhôm A cộng thì nếu mà cho vào HCl không hiện tượng Vào ALNO3 cũng không hiện tượng Và là 4 không hiện tượng Mà chỉ có vào NaOH Thì xuất hiện kết tủa keo trắng Tăng dần lên cực đại Rồi khi NaOH dư thì kết tủa tan dần đến dịch trở lại Trong suốt Nên đáp án đúng chúng ta nó sẽ là đáp án B Bỏ các em nhé 12 đáp án B Câu 13 Trong khi thải của các phương tiện giao thông có mặt khí ích Khí ích là nguyên nhân chủ yếu gây ra mượn axit nào khí X là nguyên nhân chủ yếu Gây ra mưa axit Vậy khí X là anh nào Úi dồi dễ quá nhỉ 13 đáp án gì các em 13 đáp án A chính xác 14 ạ Chất nào sau đây luôn có trong sản phẩm thủy phân chất béo Chất nào sau đây luôn có trong sản phẩm thủy phân chất béo Các bạn cùng chọn đáp án gì cho thầy nào 14 này Chất nào luôn có trong sản phẩm thủy phân chất béo Glycerol đúng không Đáp án đúng đáp án C Glycerol Câu 15 Kim loại nào sau đây mềm nhất Ui dễ thế Kim loại nào sau đây mềm nhất Kim loại nào trong số những anh này mềm nhất Bạc hay vàng hay Wolfram Hay CC này Nhiều bạn chọn là 15C đấy nhé Mềm nhất C đấy Có phải C không Dẻo nhất có phải mềm nhất không Nào Kim loại nào sau đây mềm nhất anh nào ạ? À? Anh nào là kim loại mềm nhất ạ? À? Không phải là bạc Không phải là von fram rồi Vậy kim loại nào là kim loại mềm nhất ạ? À? Úi dồi hay không? Câu này hay không? Các bạn cùng comment đáp án rồi nào Cùng bày tỏ ý kiến cá nhân thì nhìn nào Vui không? Đây này, sai hết một lũ Trời ơi, vui quá Các em ơi, kim loại mềm nhất là CC nha Xét về độ cứng thì CC là kim loại mềm nhất trong số tất cả các kim loại cùng họ Khi rát mỏng CC sẽ có màu sẫm hơn so với màu bình thường Được chưa ạ? Nguyên tố này ở nhiệt độ nóng chảy ở khoảng 28 độ trở đi và tồn tại dạng lỏng Đây chính là lý do vì sao CC được đánh giá là kim loại mềm nhất mà con người biết đến Ok chưa? nhớ nha đấy 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 là lý do mà tại sao các bạn cần phải ấn vào nút theo dõi fanpage để các bạn theo dõi tất cả các buổi học này bởi vì ở đây thì sẽ vạch ra cho các em những cái câu mà các em rất hay bị sai ngủ câu 16 ạ chất nào sau đây không phản ứng được với kim loại kiềm chất nào sau đây không phản ứng được với kim loại kiềm phenol chắc chắn phản ứng với kim phenol chắc chắn phản ứng với kim loại kiềm bởi nó có tính axit yếu axit acetic chắc chắn có bởi có nhóm CH Ancol metylic thì xét 3 h có nhóm OH nên chắc chắn phản ứng được với kim loại kiềm. Thì acetaldehyde, Đây ạ, CH3CHO là chẳng có lý do gì có thể khả năng mà phản ứng được với kim loại kiềm cả. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án C các em nhé. 16 đáp án C. 17 ạ. Etan amin cùng bậc với amin nào sau đây? Etanamin cùng bậc với amin nào sau đây? cùng bậc nhá. Etanamin là C2H5NH2. Được không? Vậy nó là amin bậc 1, vậy nó sẽ chỉ cùng bậc với những anh amin bậc 1 mà thôi. Và trong này thì mình sẽ có amin bậc 1 là C6H5NH2 nên nó sẽ cùng bậc. Câu 18. Chất nào sau đây tác dụng được với nước cho ra hai axit? Chất nào sau đây tác dụng được với nước cho ra hai axit thì đáp án của chúng ta chỉ có thể là c 3 Các bạn nhìn kỹ ạ, à? CO3 khi tác dụng với nước thì nó sẽ cho chúng ta là H2CR2O7 và H2CRO4. Ok chưa? Axit chromic và axit dichromic nhá. Câu 19. Kim loại nào sau đây không thể tác dụng được với nước ở điều kiện thường để tạo thành rồi kìa. Kim loại nào sau đây không thể tác dụng được với nước? Không thể nhá. Bari tác dụng, canxi tác dụng, kali tác dụng không thể là sắt. Đáp án đúng là đáp án C. 20. Chất nào sau đây được tạo nên từ các mắt xích beta glucose? Chất nào sau đây được tạo nên từ các mắt xích beta glucose? Câu này rất hay luôn. Chất nào ạ? Chất nào được cấu tạo bởi từ các mắt xích beta glucose? Xác là không phải. Alpha glucose và beta fruct Amylose là các gốc alpha glucose. Amylopectin là các gốc alpha glucose. Vậy chỉ có cellulose là được cấu tạo bởi từ các gốc beta glucose mà thôi câu 21 21 đáp án gì ạ? Số chất tan hoàn toàn trong dịch cao mắt dư là Lưu ý cho thầy nhá Tan hoàn toàn trong cao mắt dư Mà dây không tan hoàn toàn AL2O3 là 1, natri là 2 Bởi vì natri là kim loại kiềm Thì trong dung dịch thì lúc nào nó đi trả tan Nào mắt tan KHCO3 tan sắt không tan Vậy ở đây chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 Tan hoàn toàn mà các em, cái em mới là tan mà Úi dồi ôi, bạn chọn dê ạ à. Úi rồi ôi, rất nhiều bạn chọn dê ạ à. Úi dồi ôi, đấy, thấy chưa Các em thấy không Chống sai ngu là ở đây đấy A3 tan hoàn toàn nhá Natri thì chắc chắn là tan rồi n thì kiểu gì chả tan Bởi vì trong cao dư thì sẽ có nước Nên a o sẽ tan trong nước k 3 cũng vậy 1, 2, 3, 4 4 cháu, đáp ảnh đúng là đáp ảnh này tạo một cục toàn cả lũ đúng không? Câu 22 ạ, 22 các bạn chọn đáp án gì? Cùng comment đi các em, comment cho mình luyện phản xạ đi. Comment để mình chiến thắng, comment để mình đứng đầu. Câu 22 ạ. Hòa tan oxit sắt từ vào dịch dịch 4 loãng. Thu rồi x Fe3O4 mà tan trong H2SO4 loãng nhá. Thì mình sẽ tạo thành là Fe2 SO4 3 lần và Fe S số 4 Đúng chưa Và nước Đây là dung dịch X. Thí nghiệm là sau đây Không làm đổi màu dung dịch X? Nhỏ bacl 2 dư Vào dung dịch X Thì thu được kết tủa BSC4 Đúng không Dung dịch giữ nguyên Chưa có màu gì cả. Được Nhỏ KOH Vào dung dịch X Thì OH trừ Đúng chưa OH trừ vào thằng à, Tạo thành kết tủa FEOH 3 lần Và FEOH 2 lần đúng không? Kết tủa màu nâu đỏ và kết tủa màu trắng xanh. Bột ma dê dư vào dung dịch x. Bột ma dê dư vào dung dịch x. Thế thì bột ma dê dư ấy mà cho dung dịch x thì nó chuyển thành màu gì? Nào các bạn cùng 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 chọn đáp án thầy bình nhìn xem nào? Bột ma dê dư mà vào dung dịch x thì nó chuyển thành màu gì? Những câu này là những câu rất rất hay, những câu rất đặc biệt. Đúng không? Những câu cực kỳ đặc biệt, cực kỳ hay đấy ạ Các bạn cũng chọn cho thầy xem đáp án là đáp án nào ạ. Nhưng mà muốn biết được đáp án gì chúng ta phải phân tích được đã Đúng không? Câu này hay không? Quá hay luôn ý. Đúng không ạ? Các bạn cũng chọn cho thầy đáp án gì? Nào vào x mà không làm đổi màu ạ Đây chúng ta lưu ý này Dung dịch x của chúng ta nhé Các bạn phải hiểu cho thầy này Dung dịch x này Thì nó chứa Sắt 2 cộng Sắt 3 cộng H cộng S số 4 chữ Và ở đây thì sắt 3 cộng có màu vàng nhạt Nên dung dịch x này của chúng ta chứa màu vàng nhạt Được chưa Màu vàng nhạt của sắt 3 cộng Thế thì khi mình nhỏ BAC là 2 dư ở dưới x thì dù dịch không bị đổi màu của dung dịch vì sắt ba cộng không tham gia phản ứng còn lại ib này o OH trừ tác dụng sắt ba cộng có phản ứng nên đổi màu này. đồng dư, tắc đổi màu này. Mà dư chắc chắn tác dụng với sắt ba cộng nên đổi màu maze dư chắc chắn tác dụng với sắt ba cộng nên đổi màu tiếp này. vì vậy nên không là đổi màu là đáp án à một câu rất hay rất cháy dành cho tất cả các bạn mà kè nhá các bạn thấy không hay không hay vì thả chấm cái nhờ ngày hôm nay em biết cái trò này hai ba phát biểu nào sau đây không đủ hai bạn phát biểu nào sau đây không được Trên thực tế hợp kim được sử dụng nhiều hơn kim loại nguyên chất Trên thực tế hợp kim được sử dụng nhiều hơn kim loại nguyên chất Đúng Rượu, cocaine, caffeine là những chất kinh nghiệm Đúng Cho kim loại sắt vào AgNO3 dư thu được Dung dịch chứa AgNO3 và FeNO3 hai lần sai AgNO3 dư thì phải thu được sắt 3 Được chưa Đúng rồi, BAS4 là kết tủa, chính xác Nhưng mà đây đề bài hỏi là làm thay đổi màu của dung dịch X cơ mà thì đây Dương dĩ có bị đổi màu đâu Dương Nguyên mà Xịn chưa câu này hay không Hai tự Hai tư em Phát biểu nào sau đây là đúng Hai tự Phát biểu nào sau đây đúng Tinh bột phản ứng với iốt tạo thành hợp chất màu xanh lam Tinh bột phản ứng với iốt Hợp chất màu xanh lam đúng Cellulose triacetate là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo là sai Diacetate nhá Và monoacetate thì mới là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo Quá trình quang hợp của cây xanh tạo thành glucose Sai chưa? Tạo thành tinh bột chứ. Câu tương tự glucose thì sacarose hòa tan siêu nào lần ở điều kiện thường? Làm mất màu nước brom, xác hòa tan siêu nào lần ở điều kiện thường là đúng nhưng làm mất màu nước brom là sai. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta đã đáp án. à. Rất dễ. Câu 25. Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch? 25 25 cũng hay. 25 cũng hay. nhiên liệu nào sau đây được gọi là nhiên liệu sạch được nghiên cứu sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường rồi đúng rồi hai mươi c ạ hay không 26 chất nào sau đây được dùng làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu ạ à? nước có tính cứng vĩnh cửu là không có ion hco 3 trừ đúng nhá thế nhưng mà có một cái loại mà làm mềm tất cả mọi loại nước cứng thằng nào nó cũng làm mềm được thế thằng n hai co ba và thằng n 3 p 4 đúng không em nên đáp án đúng chúng ta là đáp án gì câu 27 ạ ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dịch brom Ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom Thì butan không, metan không, benzen không, ethylene này có nối đôi CC này Nên chắc chắn mất người Đáp án đúng chúng ta là đáp án A các em nhé Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án A Còn 28 ạ Chất nào sau đây không phải chất địa lý 28 ạ Chất nào sau đây không phải chất địa lý Nào Chất nào sau đây không phải chất địa lý chất điện ly là axit bỏ rồi ba dơ bỏ rồi muối bỏ rồi vậy không phải chất điện ly chỉ có thể là à xịn chưa 29 ạ kim loại nào sau đây nào kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất Ủa, kim loại mà có tính dẫn điện tốt nhất ấy? thì trong này nó chỉ có thể là một anh thôi đó là anh bạc đáp án đúng đáp án gì 30 nào các em, các em cùng comment đáp án cho thầy xem nào. 30 đáp án gì ạ? 30 đáp án gì? Đúng rồi. 30 ạ. Bộ đội Việt Nam bạc đồng vàng nhôm xạ 30 đáp án gì ạ? 30 nào các em. Trong điều kiện thường X là chất rắn Dạng sợi Màu trắng à, Dạng sợi thì nó chỉ có thể X chỉ có thể là cellulose thôi Phân tử X cấu trúc mạch không phân nhánh Không xoắn Thì phân trong môi trường axit thu được glucose Và X chỉ có thể là cellulose Đáp án đúng chúng ta là đáp án B Bỏ Câu 31 Kim loại nào sau đây Phản ứng được với nước Ở nhiệt độ thường ạ à? Kim loại nào sau đây Phản ứng được với nước Ở nhiệt độ thường ạ à? Bạc không sắt không đồng không Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án b not free ba hai trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa nào các em các bạn cùng chọn đáp án cho nào trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa xảy ra ăn mòn điện hóa nhá các bạn lưu ý nhá ăn mòn điện hóa nhá sợi dây bạc núng nhúng trong dịch h 3 ba là ăn mòn hóa học bởi vì thiếu hai điện cực thép carbon là có sắt có carbon hai điện cực khác nhau mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly vậy b theo carbon lại trong không khí học ba dãy gồm các polymer tổng hợp các bạn lưu ý, ý cho thấy mình các polymer bán tổng hợp hay nhân tạo là visco và acetat vậy visco vứt đúng chưa Amylose là thiên nhiên và cao su thiên nhiên cũng là thiên nhiên Vậy mình chỉ có ni lông 6 và ni lông 6,6 là polymer tổng hợp mà thôi Vì vậy nên đáp án chính xác nhất của chúng ta đó là đáp án D kẻ nhá Thấy không? Dễ không? Bà tư nào? Bà tư các bạn chọn đáp án gì nào? Bà tư các em ơi Phát biểu nào sau đây là sai Chúng ta đang làm những cái câu lý thuyết chống sai ngu lý thuyết hóa Những câu lý thuyết cực kỳ hay, cực kỳ cháy Trong dịch NH3 Glucose oxy hóa GNO3 thành bạc Đúng hay sai? Các bạn moment. Trong dung dịch nữa bạn glucose oxy hóa AgNO3 thành bạc, đúng hay sai? Cái này đúng hay sai? Sai, đúng không? Glucose khử chứ không phải là oxy hóa. Câu 35. Số chất tác dụng dịch HCl sinh ra muối FeCl3. Fe3+ là 1, FeO là thằng này FeCl2 nhá. Fe3+ còn cũng sinh ra FeCl3. Nó sinh ra FeCl2 và FeCl3 nhá. Em 3 lần thì sinh ra FCl3 với 3 chảo, đáp án, đúng, đáp án B. 3 chảo. 36. Cho các dung dịch sau, số dung dịch hòa tan được CO2 hai lần ở nhiệt độ thường. Điều kiện để hòa tan được CO2 hai lần ở nhiệt độ thường ấy, thì hoặc nó là axit, hoặc nó OH đa kể Axit được, OH đa kề, OH đa kề, không được. Đấy, các em thấy không? Nếu mình nắm được vững lý thuyết thì những câu này nó dễ như trở bàn tay luôn. 1 1 anh, 2 anh, 3 anh, 4 anh Đáp án đúng đáp án gì? Xịt luôn. 37 ạ. Ôi 37 này mới hay này. 37 này hay dã man con ngàn luôn. Tác nhân hóa học nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường nước? Tác nhân hóa học nào sau đây ạ? Không gây ô nhiễm môi trường nước. Anh nào anh nào anh nào. Tác nhân hóa học nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường nước Lưu ý cho thầy nhá. Không gây ô nhiễm môi trường nước nó mới kinh điển. Ngạch chân rõ cái từ môi trường nước của đấy Thuốc bảo vệ thực vật phân bón hoặc là ô nhiễm môi trường nước Anion là ô nhiễm môi trường nước Nó tan trong nước kỳ loại nặng gây ô nhiễm môi trường nước Vậy chỉ có nồng độ CO2 Nồng độ CO2 lớn nó chẳng ảnh hưởng gì đến môi trường nước Bởi vì CO2 trong khí mà các em. Đúng không ạ 38 Đây giờ là những câu đếm lý thuyết Số phát biểu đúng là Nào số phát biểu đúng là Chất béo là thức ăn quan trọng của con người chất béo là thức ăn quan trọng con người đúng đúng mà xác có nhiều trong cây mía củ cải đường hóa thốt nốt đúng tiếp fibrin của tơ tằm là một loại protein đơn giản chính xác tơ tằm là một loại protein đơn giản nhỏ vài giọt anilin vào nước anilin tan tạo thành dung dịch đồng nhất là sai anilin ít tan trong nước và không tạo thành dung dịch đồng nhất được ở nhiệt độ thường triolin là chất béo ở dạng rắn triolin là gốc axit béo không no mà gốc axit béo không no thì tồn tại điều kiện thường thể lỏng sai tinh bột là chất rắn ở dạng tinh thể là sai rồi tinh bột là chất rắn ở trạng thái vô định hình kia em nhé được chưa vậy mình chỉ có a b c là đúng rồi ba nhận định đúng đáp án đúng chúng ta đáp án b kia em nhé 39 mươi 39 cái xem các bạn chọn đáp án gì nào. 39 khoai đấy. Cho ông dịch chứa NaHCO3 và BaHCO3 hai lần vào ông dịch NaHN4. Thu được cả kết tủa và chất khí. Anh này chắc chắn thu được kết tủa BaHCO4. Chất khí là HCO3 trừ cộng H cộng là khí CO2. Kết tủa khí. Một trọng. OH trừ vào <laughs> HCO3 trừ tạo thành CO3 trừ tạo thành CaCO3 chỉ có kết tủa thôi không có khí. OH trừ vào NH4 cộng sinh được NH3. Khí bay lên. OH trừ HCO3 trừ tạo thành CO3 trừ và CO3 2 trừ cộng B2 cộng tạo thành kết tủa BaCO3. Được. Khí và kết tủa hai cháu. OH trừ vào NH4 là có NH3 bay lên. Nhưng OH trừ vào nhôm thì tạo kết tủa ALOH3 lần nhưng ALOH3 lần lại tan trong đặc dư nên không có kết tủa. Bari vào NH4 hai lần CO3 đặc thì chắc chắn Bari tác dụng với nước là có hiro sinh ra này, có NH3 sinh ra này và có kết tủa BaCO3 nữa. Có luôn. Nhôm và natri vào nước thì không có kết tủa bởi vì nó tan hết. Vậy mình sẽ có số thí nghiệm thu được cả kết tủa và khí là A, C, E mình có 3 cháu ba cháu nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B Bỏ. Ngon nha 40 40 thì hay 40 này mới hay 40 mới xứng đáng một câu phim nít Trong cái đề chống sai ngu lý thiết mà X, Y, số 1 bằng nhau đặt 1, 1 đi Thu dùng Z Ok không Bây giờ giả sử thằng này đi Thì thằng X Là thằng F, E, C, L, 2 thằng Y là thằng NaHCO3. Một mon một mon cộng HCl dư. Được không ạ? Cho dịch HCl dư vào V ml dung dịch Z à đâu, cho hòa tan vào nước à? Từ từ, bọn này hòa tan vào nước. Bình tĩnh đã. Tụi này hòa tan vào nước trước mà. Thì nó vẫn là vậy đúng không? Sau đó cho HCl dư. Thì này, mình thu được khí ở đây khí CO2 một mon tiếp tục cho HNO3 và dư vào thì mình vẫn thu được CO2 một mon và NO đúng không NO thì đây là một sắt dương hai đến sắt dương ba mà thì là một chia ba ok chưa cho thằng NaNO3 và HC... nano 3 và HCl dư thì ở đây có H cộng nấu 3 trừ H cộng tạo thành CO2 H cộng 3 trừ sắt 2 cộng No Ok chưa Vậy đây nó vẫn là 1 phần 3 Ngon Vậy là đây là hai thằng này bằng nhau Xong luôn Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A luôn Xịt luôn Nhờ, yeah, Đáp án đúng chúng ta đáp án A luôn HNO3 dư này NaNO3 này HCL này Nó tương tự như nhau Đúng không ạ? Thế mình xem là thằng này là NaHCO3 và FeNO3 hai lần thì có điểm gì khác? NaHCO3 và Fe NO3 hai lần thì có điểm gì khác không? Xem có điểm gì khác không các em ạ? Cẩn thận không toang, cẩn tắc vô ấy náy cẩn thận thì không bao giờ là thừa để xem xem liệu mình là hạt thóc hay mình là con gà. Đúng không? Nguy hiểm lắm nhá. Rất nguy hiểm Mình rất dễ bị sai Mình rất dễ bị lừa Ở những câu như thế này Nên với những câu như thế này Thầy mình khuyên chân thành các em Là chúng ta phải xem xét thật kỹ cả Được không ạ? Nào chúng ta cùng nhìn lại cho chúng ta Nào các em cùng nhìn lại cùng thầy xem nào Nhìn lại cùng thầy xem Nếu là B thì có vấn đề gì không? Nếu là B Thì có vấn đề gì không ạ Hay không Đã bỏ rồi những cái câu mà thể minh ra ấy Là những cái câu mà cực kỳ Thú vị Cực kỳ thi vị luôn Được chưa Đây này Thực ra để giải những cái bài này á Thì chúng ta phải Có một cái câu lý luận như sau này Do thí nghiệm 1 Nhá thu được khí ít hơn do v một nhỏ V2 này. Nên khí thoát ra phải khác chất. Ok chưa? Đây thí nghiệm 1 thoát ra chỉ có CO2 thì thí nghiệm 2 nó phải thêm được một thằng nữa là NO. Ok chưa? Nên là chọn được luôn đáp án đúng là đáp án này. Xịn nhá. Các bạn hiểu hết chưa Các bạn hiểu hết chưa? Ok. Ok. Đây là câu cuối cùng trong cái đề 10 câu chống sai ngu lý thuyết hóa và cũng là cái đề và cũng là cái đề kết thúc chuỗi like sống chống sai ngu lý thuyết hóa của thầy mình rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi chuỗi like chống sai ngu lý thuyết của thầy và ủng hộ nhiệt tình của thầy